Sau 11 năm từ sau phim ngắn Sóng Ngầm gây tiếng vang lớn, Ung Hoàng Phúc đã ra mắt phần 2 của bộ phim này với thời lượng lên đến 50 phút, được thực hiện như cuốn phim ca nhạc hành động. Nhân vật chính vẫn là chàng vệ sĩ tên Phúc, nhưng lúc này anh đã từ bỏ công việc để trở thành người thợ cắt tóc và quyết tâm đi tìm hiểu về cái chết của bạn mình. Không chỉ đầu tư kinh phí rất lớn, Ung Hoàng Phúc còn tự mình thực hiện các pha hành động nguy hiểm dù anh từng 2 lần lên bàn mổ vì chứng thoát vị đĩa đệm. Đảm nhận vai nữ chính là diễn viên trẻ Ngân Hòa. Cả hai có khá nhiều cảnh quay tình tứ với nhau. Điều nó muốn thôi. Là TV, có mặt của chị Kim Cương ở đó nữa. Và thì con có một chút ngại. Tại vì đóng những cái cảnh mồi thì thường thì ai cũng sẽ ngại ngại. Thường thì những cảnh tình tứ thì bà xã của Phúc cũng giống như là hiểu đó, cũng từng là diễn viên rồi nên là rất là thông cảm cho những cái pha diễn đó. Nhưng mà chính Phúc thì lại cảm thấy ngại, là bởi vì mình diễn quen với những bạn diễn mà cùng thời với mình, hoặc là những diễn viên mà mình quen rồi. Bây giờ một diễn viên nhỏ tuổi mình rất là nhiều, mình cảm thấy rất là lạ, cảm thấy là rất là gọi là khi diễn rất là khó. Chắc có thể là do ở cái lứa tuổi của Phúc với lại bạn diễn này quá nhỏ nên là mình cảm thấy hơi ngượng. Như từ trước đến giờ thì hầu như là tất cả những cái pha hành động trong phim Phúc muốn chính mình là người thực hiện, để cho những cái pha đó nó mang cái hình ảnh nó thật, nó không có phải là người khác đóng thế. Trước đây thì với những cái chấn thương của Phúc thì Phúc lo ngại, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Phúc đã chữa hết dứt điểm rồi nên là Phúc cũng không còn lo lắng lắm. Và mình cũng có một cái phương pháp để giúp cho mình không còn bị đau tái trở lại nữa, nên là với những cái pha hành động trong phim kỳ này Phúc cũng cảm thấy là thực hiện cũng rất là tốt, cũng không đến nỗi là quá nặng so với Phúc. Và lần này khi mà Phúc làm Sóng Ngầm 2 thì khán giả cũng rất là mong đợi. Và Phúc nghĩ là ở vấn đề là do thời gian thôi, hoặc là do sức khỏe của mình thôi. Phúc chỉ nghĩ đơn giản là ở một năm mình có nhiều những cái thay đổi khác nhau trong cuộc sống của mình, nhưng mà ở thời điểm nào Phúc cảm thấy là sức khỏe của mình được tốt nhất và điều kiện của mình đầy đủ nhất thì mình sẽ làm tiếp những cái dự án âm nhạc mà mình đã từng ấp ủ và thực hiện. Chỉ có lẽ là con số 10 năm nó trùng hợp ở con số thứ 10, con số chẵn rất là đẹp cho cái dự án Sóng Ngầm 1 và Sóng Ngầm 2. Thì năm nay là Phúc nghĩ là không còn năm nào tốt hơn để Phúc thực hiện tiếp cái dự án phim ngắn của mình đã ấp ủ từ bao lâu nay. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.